Sáng nay, đoàn công tác Đảng Đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với tỉnh Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Sơn La là tỉnh miền núi phía Tây Bắc, có hơn 274 km đường biên giới giáp hai tỉnh Hồ Phăn và Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào. Triển khai thực hiện chỉ thị số 38 ngày 19 tháng 9 năm 2019 và chỉ thị số 12 ngày 5 tháng 1 năm 2022 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới tỉnh sơn la đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về đối ngoại nhân dân nhất là tại khu vực biên giới xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển công tác đối ngoại nhân dân đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng hiệu quả trong các lĩnh vực tăng cường quan hệ hữu nghị với các đối tác truyền thống và phát triển quan hệ hữu nghị với các đối tác mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thực hiện đa phương hóa đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại theo phương châm chỉ đạo của đảng và nhà nước Hiện nay, Sơn La có khoảng 1.500 kiều bào đang định cư, học tập và lao động ở nước ngoài. Tỉnh thường xuyên quan tâm làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài. Đoàn kết kiều bào Sơn La khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội, cùng với thực hiện tốt chính sách vận động, viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phục vụ sự phát triển chung của tỉnh là tỉnh có đường biên giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tỉnh Sơn La đã thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam Lào với trên 6.000 hội viên, góp phần tích cực trong tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền đối ngoại nhân dân giữa các dân tộc tỉnh Sơn La với nhân dân các dân tộc Lào. Đặc biệt, hàng năm tỉnh Sơn La cũng đã dành nhiều nguồn lực lớn hỗ trợ các tỉnh phía Bắc, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tăng cường mối quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào, Lào Việt Nam.